Thôi, gia đình em xin mến chào toàn thể tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Dạ, mình xin chào cả nhà. Bữa nay chào trong căn chào mới cả nhà ơi. Bữa nay thì còn mấy cái vách này nè, mấy chú cháu sẽ tranh thủ làm xong hết luôn. Rồi nẹp vách lại hả chú Tám? Rồi, tối mình làm cái kết. Dạ. Rồi cả nhà ơi, thì ngày hôm nay thì thím Tám có chiêu đãi cả nhà một món ăn rất là đặc biệt luôn cả nhà ơi. Ồ, tàu hủ. Ồ, nè, tại cùng giờ quá thím Tám giới thiệu thím Tám. Thôi bây giờ anh giới thiệu luôn. Rồi đây nãy cháu vừa mới món tủ đây mới tôm có mình thêm tám sáng đi chợ rồi thêm tám lục tám sẵn luôn, gấp quá có mình tám lục sẵn luôn. Dạ, tôm lột. Tám lột và mình xào với hai gói này, bún khô dầm mì trứng đó. Dạ, bên này ngọt. Mì trứng xào bún khô, bún khô xào mì trứng mới cải ngọt rồi mình cho vô. Dạ, đây mới rau sống cải xà lách dúng và rau khôm tất cả các loại giá hè rồi. Em cũng xin mời cả nhà cùng vào bếp với ba thành viên anh nha. Rồi, rồi bây giờ anh đưa chuyển đồ vô chổng là hai chú cháu đi ở đây nằm chết. Rồi em chổng em làm. Thôi ớt em để chổng ha. Rồi tối ớt để chổng, chú em bầm tối ớt lại từng món luôn. Chạy. Nhìn. Chạy. Này tay mấy ghinh sắt về đen thù lùi vậy cả nhà, giới thiệu cả nhà. Đấy, bữa nay là xong phần này cả nhà. Là cái này là mình nẹp vách vậy á để cho nó được vị bung bung vậy nè. Quá đã mát mẻ luôn. Dạ cảm ơn bà Vũ nha. Đây hai chú cháu chuẩn bị đi nẹp vách cả nhà ơi. Đây nẹp vách bằng sắt luôn. Đi vô. Rồi. Mình cần trội thọt ngay cái gối không? Trồng qua cái gối này không? Qua cái gối luôn mới dính được. Qua gối luôn không? Dạ. Đúng vậy không? Đúng. Rồi nè. Rồi, đi đâu? Cũng cầm cái cây luôn á. Rồi. Rồi, ok. Rồi. Cũng cầm cái cây luôn nha. Rồi, chú chọt ra. Rồi, chú coi ra qua cạnh này, cái này coi bằng không? Thử gần cầm coi thấy không? Cái tấm sò bỏ qua ngoài còn ép cái nó sát được vậy chưa? Qua rồi, qua còn đầy vô cái tấm sò qua đó. Rồi, đấy. Qua chưa vậy luôn? Rồi tới rồi hả? Đây có ép được còn cầm phải không? Không rồi. Ừ không đi dư phí cung cấp bỏ à? Dạ gắn ép là đi vô thôi. Đẹp nẹp vách nó cứng. Rồi còn một nữa. Đây là một nữa coi. Hồi nãy chăm chăm nó rơi qua ở ngoài nó gì. Bắt. Đây Tám đã lật vào làm thẳng hết trơn rồi lên xào lần một hả? Dạ. Lên trụng bún nữa. Bị mắc làm ở ngoài không có vô quay thím Tám được nha cả nhà. Mình lu bu quá làm cho xong chuyện hết cho rồi luôn. Tám lật xong đồng hoàng rồi Tám mới rửa ráy cho khô áo đồng bàn. Dạ. Mới lên làm. Mấy hôm nay thì nói chung là mấy chú cháu cũng gắng tranh thủ làm cho xong cho riết rồi. Cũng quay clip hay nó hơi khó chút cả nhà. Thông cảm giùm mình nha. Con mình trong đây à, tung tăng làm mình. Bây giờ mình bào củ cải này nè, chút yeah. Xào xào mì cho nó đỏ xanh nữa đẹp. Dạ. Chút tám bào ra nữa. Thôi con tranh thủ con đi làm để nắng nha. Dạ đi làm đi con. Dạ.
chiên dồn dụng luôn ha. Chiên dồn dụng luôn, bắt đầu mình xào. Rồi giờ con ở trong này luôn rồi đó. Dạ, ở đây luôn nha. Dạ. Không có bỏ tắm này nha. Quá trời ơi. Mà chạy ra chạy vô phức tạp quá cả nhà. Rồi, dầu nóng mình cho tỏi vô. Gì? Chưa nóng cũng đúng rồi con. Không sao. Nóng thì nghe cái xèo, không nóng thì không nghe cái xèo. Cái bèo. Tám dầu nó giữ không nha. Giữ luôn á. Tỏi con vàng rồi. Mình cho tép tép vô luôn. Tép mà mình lột sẵn nè. Tao ủ cho vô sau con, tại mình đổ mình chiên dầu. Dạ. Bún gạo với mì trứng, mì trứng vàng. Mì trứng vàng, bún gạo, gạo xào. Ờ. Ngon dữ à. Xào tép, tàu hủ bữa nay ngon à. Chút xong cái tám bậm chén nước tương hết con. Dạ. Ăn nước tương ha. Ăn nước tương tỏa ha. Nước tương đó ăn nước mắm. Tương đi. Nước tương ha. Dạ. Mắm này chua ngọt, có công đường nhiều nữa. Đúng, ảnh hưởng sức khỏe tám. Nước tương được, nước tương. Ăn nước tương bỏ gì nữa cái đường như được rồi. Thôi, tám hết ăn đường đó. Tám cả nhà, có mua đường thuốc này nè cả nhà. Đường thuốc này không phải là mình mua của chị Thấm á. À. Bên Mỹ là kì cho nguyên hộp á, 500 dạ. viên. Dạ. Quậy cà phê hay cái gì uống lần 2 viên. Được à. Bịch nè, tám uống lần 2 viên. À, cái viên mới lớn hả? À, viên nhỏ xíu à. Rồi nó ngọt không? Không. Uống đường được, đắng 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 nhăn nhẵn mà được con ơi. Dạ. Yeah. Uống đường đó đó, chứ không có uống đường kia. À. Tép con sang rồi nêm luôn. Mình cho miếng nêm. Ở trên trên nhà thì thím Tám là bếp chính. Nêm. Còn ở dưới ghe thì chú Tám là bếp chính. Miếng mật ngọt. Chiếu đường nó có vị ngọt ngọt. Chiếu đường thôi mình bỏ cho muối con rồi. Dạ. Mình ăn nước tương em cũng cũng dành miếng muối chưa hả con ha? Dạ không, muốn muối gì nước mắm cũng được. À, mình dành miếng mắm đi, mắm màu đen ha, nước mắm mình cho nước mắm vô. Lỡ tay đổ mình nhiều chắc chết luôn á, hết ăn luôn á. Cái gia vị nó tan vô. Rồi mình cho giá hẹ với đầu hành với cải cà rốt. Cộng hành luôn. Cộng hành. Ừ, bữa nay tám chay hành nguyên gốc luôn hả? Nay ăn đầu hành luôn á. Ăn đầu hành. Nói đầu hành luôn. Ăn chị tiểu đường luôn á con. Dạ. Ừ. Hành hành này tám mua về tám luộc á, tám ăn với nước tương luôn á. Dạ. Ừ. Này cũng mau chín lắm. Tắm xào rồi chín xong cái tắm cho cải ngọt vô. Cải ngọt tắm cũng trụng sẵn rồi. Tắm vắt nước ra chứ mình để vô chảo mình xào á, nước không à. Dạ. Tắm giờ tắm khôn nữa nha, hổm tắm không biết tắm để tắm xào vậy hay nước không à. Ăn con mì nó mềm xèo không ngon. Vậy là bữa hổm làm dở phải không? Ở làm dở bữa nay làm thiệt. Dạ, sao bữa khen ngon, bữa khen ngon. Vậy cả nhà ơi. Mình làm. Vậy mà bữa khen ngon chứ. Cũng ngon mà ăn ngon không bằng cái này nè, cái ngọt nè, tắm vắt nước cho hết rồi đó, thấy không? Dạ. Con queo luôn. Dạ. À. Quận được muối gẩu luôn. Được luôn, làm xong rồi liền xuống dưới đó, xuống giữa con ơi. À. Tắm trụng sẵn nè. Ở đây khỏi bỏ mì vậy tắm ơi, như đây ăn đủ quá. Không, mì chứ. Mình ăn cái gì cũng rau gì mình ngon. Dạ. À. Cho nó chín cái ha. Dạ, chín rồi đó. Chín rồi, tắm cho mì vô nha. Dạ. Tắm tôi bươi vô ra nè, cho mì vô mình trộn luôn. Đây, mì trứng với bún gạo. Bún gạo cho vô luôn. Tay sạch cho cả nhà ơi. Hãy làm bếp. Làm bếp mà tay sạch. Làm bếp nãy giờ tay không, tay tắm rửa là sẽ. Xào vô. Cái nào nó vớt luôn cái chảo ra, dịnh ra. Dịnh mình tắm đi.
lát mình cho đậu vô nữa là xong hả con? Dạ. Yeah. Cải chưa? Nè, đám xài cho cả làng ăn hay gì mà ba người ăn xong hết. Không, mình làm xong chiều ăn tiếp. Chiều nay đi ghe ăn khỏi nấu ha. Chiều nay ghe khỏi nấu. Anh có mấy giấc mì rồi con? Có giấc rưỡi kia là với 6 giấc mì. Quá trời cục đấy. Cục một chút bám xé vậy. Dạ. Hấp dẫn quá đây hả? Bám vậy tán tròn cục lên chút dưới lên để dành nó ăn luôn đó mày. Khỏi banh gì cho mệt tâm ơi. Em chọn mũi cho tắm rồi. Mũi lên. Mũi chiên giòn. Đó, dẫn chưa? Giờ tám làm mấy vậy dán đứt tương tỏi ớt nữa là ăn được rồi đó con. Dạ. Xong rồi đó. Không má. Ừ, xong rồi. Ngoài đầu bếp dữ quá. Đầu bếp trong này chơi nguyên chảo luôn à. Đó. Vậy mà nổi vậy hả? Nổi vậy con nè. Ủa, cái này tám làm có một giấc rưỡi thôi. Còn cái này tám làm có 6 giấc thôi mà nó nở vậy á, nè thấy chưa? Thấy không? Nhiều lắm á. Nó nở ha. Nó nở đó con. Cái này mốt mình có xào nữa mình lấy mình ăn nữa mình phải mua. Dạ. Mình đi mua hải sản thôi. Rồi mình hàng lại bỏ vô tủ. Rồi. Rồi cả nhà ơi, sau khi mấy chú cháu đã nẹp xong vách rồi. Nắng quá không có chỗ cầm máy cả nhà. Cũng không có chỗ dựng máy chứ. Đây chú tám cắt luôn. Lá chỉ dài dài cắt bỏ ha đó. Ờ. Thiệt. Lá dạo vắng thì chê. Dạo vắng quá chê, dạo dài quá cắt bỏ hả? Bỏ. Kéo bén dữ ha. Ừ. Cắt củi như là cắt giấy vậy. Bén như chú tám già chứ cũng còn mạnh lực. Được không con cắt cho? Được rồi con. Đây là trang trí đẹp đẽ luôn đó, đó. Đó đẹp quá đẹp ơi. Nửa này mình cắt đó đó. Bỏ. Nhà mình chơi toàn dây rút không á nha. Không có dây lạ gì. Ờ dây lạ cho bằng như này. Không chơi dây chì luôn á. Trời ơi ơi. Mắt thẩm mỹ ghê, cắt đều ghê. Ai nào cắt nữa ăn cơm tay trái cắt cầm dao mình kéo tay mặt à, rồi. Thấy vậy chứ khúc này cứng này đó có nào khúc đó thì tôi tám tính sao nó hai lớp thì... đây là cái khung nhìn này cả nhà đó trời ừ, đây là toàn diện nó như thế này cả nhà. Ủa, tắm tưới cây khát nước lại đây xin lấy nước uống nha. Tao có để thùng nước cho nó tự gót anh nhé. Rồi thấy nghịch tay rồi đó. Đâu cả. Đó, vậy luôn hả? Vậy luôn hả? Vậy tại nó vậy thôi. Vậy hả? Vậy hả? Hai lớp hả? Mấy lớp thì cứ cho nó. Ơi, à, xong hoàn thiện rồi cả nhà ơi. À, cho cả nhà xem. Đây là khung cửa sổ. Để cho trống và cho nó mát. Ôi, rồi bữa nay cả nhà mình ăn bún gạo xào ha. Trời ơi, quá trời ngon luôn cả nhà ơi. Bữa nay chín tám chưng như một mâm luôn. Hai dĩa gạo khổng lồ luôn. Ăn ơi. Nãy giờ có ăn muốn không ăn nữa đó tám ơi. À, ăn hết đi con, còn nữa kìa. Tám nhìn quanh quất có hai chú cháu sao mặn hết rồi. Quá rồi nè. Mình ăn nước tương ở nhà. Được rồi mình ăn nước mắm. Đây là nước tương. Tám đêm làm nước mắm cho con rồi. Nghĩ về làm nước tương. Hai chú cháu phải ăn nước tương. Rồi cả nhà ơi, sau khi món mì xào bún khô của Tím Tám đã làm chín hết rồi, em xin mời cả nhà cùng dùng cơm với gia đình em nha. Rồi mình xin mời cả nhà dùng bữa với gia đình mình luôn nha. Cũng mời cả nhà dùng bữa với mình luôn nha.
mấy nay thèm cơm vậy. Rồi cơm. Cái nhà uống gạo nha. Cái này đổ món rồi. Nhớ rồi, nhớ rồi. Ăn hủ tiếu hoài rồi, cũng vậy à. Tạm mời gia đình ba thành viên mình dùng à. Dùng bữa cân trò mới. Em uống. Tạm ổn thôi chứ chưa ổn đâu. Giặt 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 rồi. À, cả nhà ơi, đây là cái chòi để mình nấu ăn chứ không phải là chỗ để mình nghỉ ngơi cả nhà. Nghỉ ngơi nhà chú Tám có nhà Bùi Huynh kia rồi. Này là cái chòi cả nhà. Cái chòi nấu bếp. Dạ, cái bếp thôi chứ không phải là cái chòi. Để ăn để quay hay coi. Dạ. Rồi. Rồi Phương chú Tám bên này không có cuốn à. Chú Tám đổi rồi, chú Tám xúc dùng. Để tao chặn tôm nó đổi cho chú Tám đi. Đây Tám cuốn. Tám cuốn mình. Đây, làm lấy gì? Trời ơi. Má ha. Đang ngồi cái gió lần lần gió vô mắt đùa luôn. Dị luôn. Anh bữa nay em xào có hành nữa nè. Giỏi, bữa nay xào quái đầu hành rồi, ngon mà. Cũng chồng thích ăn đầu hành. Em ăn đi, em ăn. Em cũng thích ăn. Rồi mấy chiều là mình không có ngồi để mình ăn nha. Ừ. Sao con? Đi đâu? Cắt cái kết, mình ra kết trước kết ngồi. À đúng rồi, đúng rồi. Để cái bếp. Đúng rồi, cái bếp đây phải không? Dạ. Trong này với khu vực cái này nấu nướng này củi đốt rồi để này. Đâu quá luôn. Đâu chút với cuốn xào. Đùa trước dằn bụng cái này ha. Bữa nay em mua tôm đồ bự không ha. Tôm bự có ai chú cháu rồi. Luộc nó teo quá con. Xào nó teo thôi. Rồi luộc gọt gió này nè. Tôm lột. Em mua tôm hùm luôn á mà sao mà nó teo còn nó xíu. Em hùm. Ăn mít tương cho cái tay nó đen thù lùi luôn nè. Tám cho cái mặt nó thâm luôn. Lên. Chú nó đen thì lắm. Sao con đeo cái tay? À quên hả, chú Tám luôn quên lấy cái thuốc á. Chú Tám trước hôm qua giờ thấy con qua con sức mở căng rồi. Rồi vậy hả? Mở căng hả? Dạ. Có mở căng mẹ con có cái hụt mở căng đã. Chú vừa mát lắm. Mát rồi luôn ha. Thôi mời cả nhà ăn nha. Cũng mời cả nhà ăn mì sống rồi bún khô gạo nha. Chú Tám ăn cải kia, ăn luôn. Sao chứ em chừa chị Năm dĩa. Chú cũng cho chị Năm dĩa. Rồi. Chứ mình ăn đâu hết. Chị Năm cũng mới chừa. Thích ăn này lắm. Cũng quay. Nào chừa kia. Chừa chị đói vậy. Đang thay cử. Không kè, không nấu văn luôn à. Cái kết dạ. Xác con cắt sẵn rồi đó.
cái này chiều bị bắt ốc rồi mình làm đúng không? Cái này nắng quá nghỉ ngơi ăn nghỉ ngơi chút đi coi. Chiều làm tiếp à. Làm kết vậy ha. Rồi con không cảm có hai chú chó làm không có hai chả rồi một con đồ bếp trưởng mắc nấu nướng giống rồi. Từ từ cũng hoàn thành ở nhà sẽ thêm khi hoàn thành rồi ở nhà thấy. Giờ Mỹ giờ chỉ là chưa có cái trái bên rồi chỗ cửa cao gác nè, cái kết nè ra đấy là cái chòi và cả nhà thấy cái hết hồn liền nó quắc thân thang luôn hả? Chưa mà chưa xong à rồi miệng chưa mà chủ kỹ quá nhắc từng chi tiết không chỗ cuốn như bà chủ cao nhất không anh nãy giờ là tám cuốn quá trời. Thường nói nấu nướng chổng này anh thử chổng nãy giờ no à. Ra ngồi cùng khách nha. Sao nó vậy? Tám dĩa không? Mấy? Tám dĩa. Ôi Phương, bữa nay ăn ngon em hay dễ kìa. Ừ. Mày thương thiệt. Ừ, đúng rồi con. Đúng rồi. Ăn xong rồi tám lần cho hai tay trà lá cốt. Hai ly. Đâu á, ăn xong có thịt đắt rồi. Ừ, ăn xong muốn trà đắt rồi. Tám mùa hoàng ký đắt. Nó nắng rồi muốn gót thêm cốt. Ê, chưa trà đắt. Tối uống, dạ. Vừa chủ thì lo gì được rồi ha. Chủ thì ok. Vậy thôi chứ. Hỏi tiền bạc hay không? Vậy đi. Cái đũa sạch em. Dạ. Gấp miếng nữa anh chặn cái tường thì mặn về gốc chót cũng nặng quá. Bữa nay biết mặn hả chú Tám? Ừ, biết rồi. Ra nắng biết. Bây giờ khô người biết biết mặn nè. Bữa nay tụi anh tập đó. Đừng tiếp. Lá chú Tám để mình kế bên cái chảo nóng gì nó đen vậy. Cái rau cải nha. Đúng rồi, nó bị cái rồi. Cái chảo nóng rồi. Chảo nóng, cái đó nóng á con. Nóng á. Nóng, cái đó nóng. Gạt bỏ cho em. Dạ. Vô thổi con bay gạo luôn á nha. Chín gạo luôn. Dạ. Ây da, cái ta dĩa này dữ à. Để ăn nhìn nào biết no. Rửa gọn. Ăn có luôn. Ba dĩa thôi là no rồi. Ừ. Không từ hồi ra đây nè. Ra đây ăn mát thiệt ta. Mát quá. Mát hơn trong nhà. Không đổ mồ hôi luôn nè. Dạ. Mát. Dạ không đổ luôn nè. Không có mồ hôi luôn á. Ừ. Cái gì? Em hôm nay mình chân láng quá em. Tròn vậy hả? Hôm nay Tám tăng lên thêm ký nữa nghe cả nhà. Chắc tăng ký nữa rồi. Mọi đừng có nhua lăng. Sợ lắm rồi. Chưa ơi. Thấy em mệt quá không? em một lần đó em ngồi mà anh ngồi kế em ngồi vậy em phải nhận cái vai nè bởi da bên da đi chạy phải không ăn hoài vậy được ai lên cỡ 3 kg rồi hết ký được cho bằng anh 55 kg anh chắc là em ơn quá ừ. Hút 55 ngon ừ. Rồi ngon quá rồi. Em á em làm lần một luôn rồi lên xào lần một rồi xong tóc hành tiếp để chiều nay mình khỏi nấu nướng thì bưng game nặng tiếp chập hai đi quá trời chắc vậy quá về ăn đi. Cái mệt. Nước đây. Cảm ơn nha.
chưa? Rồi rồi. Còn uống nước cũng ăn rau luôn. Đúng rồi. Ngon quá. Ăn ngon mà. Nó quá no. No anh. Ngon hết luôn, no. Con gán hết luôn, ngon canh xào. Bây giờ mà sắp dĩa chứ. Giờ anh bỏ mứa nha. Tâm của mình luôn. Tao khổ. Mình ăn vậy mình ăn phải hết rồi, phải vui á. Ừ. Muốn cả buồn. Muốn nghiệp nó mình làm dở mình tàn hết. Thấy không? Nó mà em cũng xào nữa mà em xào. Không mình phải cho. Mình đem lại. Em kinh nghiệm lại rồi. Ngon hơn, ngon hơn nữa. Ngon hơn. Trở ngại em chưa? Trở ngại. Trên này đỡ ra lần rồi ta nghe em dẫn này không được bất được lại trên xe thôi. Ngồi ở đây mất đi, mất tận tâm mình thấy xong rồi.